Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình ha. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe. Video này mình chia sẻ cho anh em cách gửi tin nhắn trên Messenger có hình hộp quà giống như anh em đang thấy. Hiện tại mình đang chia sẻ cho anh em trên điện thoại hệ điều hành Android. Và video này dành riêng cho anh em nào chưa biết, còn anh em nào biết rồi bỏ qua giùm mình. Bây giờ bắt đầu mở Messenger lên và chọn vào một cuộc trò chuyện bất kỳ. Anh em cứ nhập tin nhắn như bình thường. Mình sẽ soạn cái tên là anh nhớ em. Tiếp tục anh em sẽ chọn vào cái biểu tượng ở đây. Bây giờ anh em tìm đúng cái hình hộp quà nghe anh em. Rồi anh em chọn vào. Như vậy là đã xong. Rất là đơn giản nghe anh em. Bây giờ anh em nhấn vào cái chỗ hộp quà này. Nó sẽ xuất hiện cái chữ anh nhớ em. Rồi. Rất là đơn giản luôn nghe anh em. Anh em lưu ý là phải cập nhật Messenger lên phiên bản mới nhất nghe anh em. Vừa rồi thì mình chia sẻ cho anh em một thủ thuật nhắn tin trên Messenger có hình hộp quà. Video mình dừng lại nghe anh em. Nếu anh em thấy thích cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.